Chào các bạn, mình là Nguyễn Hà. Hiện mình đang là một người mẹ, đồng thời cũng đã là chuyên gia đồng hành cùng với hơn 20.000 mẹ và bé trên khắp Việt Nam, cùng lắng nghe, chia sẻ với các mẹ trong quá trình nuôi con. Và như Hà vẫn nói rằng là gì ạ, trong những cái câu hỏi mà Hà nhận được từ các mẹ thì câu hỏi nhiều nhất là đều liên quan đến vấn đề biếng ăn. Các mẹ luôn luôn hỏi Hà rằng là gì ạ? Chị ơi, con nhà em biếng ăn quá, em biết phải làm thế nào bây giờ? Chị ơi, em vô cùng căng thẳng và mệt mỏi khi bữa ăn của con em diễn ra trong quát tháo, trong nước mắt, trong đầy những cái sự căng thẳng stress giữa hai mẹ con. Em cảm thấy vô cùng bức bối, em cảm thấy vô cùng thất vọng vì cả con, vì cả bản thân em. Em thấy rất là nhiều áp lực là một người mẹ. Cách đây 6 năm, Hà cũng đã từng trải qua giai đoạn ăn dặm này cùng với con. Hà cũng đã từng trải qua những cái căng thẳng, những cái mệt mỏi, những cái stress và nỗi lo khi mà con của Hà không ăn, không uống gì cả. Cũng đã có nước mắt, cũng đã có những sự quát tháo và thực sự thấu hiểu điều đấy. Nhưng các bạn ơi, hôm nay Hà muốn nói với các bạn rằng là tất cả điều đấy hoàn toàn có thể trở thành dĩ vãng. Tất cả những việc biếng ăn của con có thể trở thành quá khứ bằng cách chúng ta làm đúng. Chỉ cần mẹ làm đúng thôi thì con của các bạn sẽ trải qua được một giai đoạn mà như Hà vẫn nói trong các khóa học trước, đấy là gì ạ? Ăn dặm thật là vui. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết vấn đề biếng ăn của con để các con có thể làm sao ăn dặm vui, khỏe, ngoan để cả hai mẹ con cùng thoải mái và vui vẻ nhé. Nào, để làm được điều đấy thì chúng ta cần có chiến lược. Vậy chiến lược cụ thể trong khóa học này, đấy là thứ nhất, chúng ta sẽ luôn luôn cần phải có một cái tư duy đúng. Thứ hai là chúng ta cần phải xác định được nguyên nhân làm thế nào mà con của chúng ta lại biếng ăn. Bởi vì nếu như không biết nguyên nhân thì chúng ta sẽ không bao giờ giải quyết được vấn đề đấy, đưa ra giải pháp đúng. Và thứ ba đấy là những hành động cụ thể mà sẽ chia sẻ với các bạn để làm thế nào giúp con của chúng ta sẽ không bao giờ còn vấn đề gì ạ, biếng ăn, hay không bao giờ còn nước mắt và căng thẳng nữa. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Vâng, rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu vào khóa học biếng ăn là dĩ vãng. Lợi ích khi học online trên Unica, học mọi lúc mọi nơi, chỉ với một chiếc laptop hoặc mobi kết nối Internet. Mua một lần, bạn được sở hữu khóa học trọn đời. Bạn có thể xem đi xem lại cho đến khi thành thạo, vừa học vừa thực hành, hỏi đáp trực tiếp với giảng viên.